với những thành công rực rỡ của năm mùa thi, qua đó phát hiện những ngôi sao mới cho dòng nhạc trữ tình và tôn vinh những ca khúc kinh điển, đang mới lại những bài hát đã có tuổi đời nhiều thập kỷ. Hãy Nghe Tôi Hát đã trở lại với mùa thứ 6, những bản tình ca quen thuộc đã đi cùng với những tiếng hát lừng lẫy sẽ vang lên vô cùng mới lạ và trang trí cảm xúc của ngày hôm nay khi được khoác một tấm áo mới với những tiếng hát trẻ. Hãy cùng đánh thức kỷ niệm của bạn với những danh ca cùng những bài hát đã làm nên tên tuổi của họ. Giao Linh, Thái Châu, Sơn Tuyền, Mạnh Đình, Ngọc Ánh và lần đầu tiên xuất hiện tại Hãy Nghe Tôi Hát, ca sĩ Thùy Trang và Phương Thanh. Và cùng chào đón 6 gương mặt trẻ đến với Hãy Nghe Tôi Hát mùa thứ 6: Thủy Tiên, Phi Quyên Hy, Ngô Thái Ngân, Viết Thu, Thu Thùy và Võ Minh Tiến. Mời quý khán giả đón xem Hãy Nghe Tôi Hát mùa thứ 6 vào lúc 21 giờ thứ 5 trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 23 tháng 2 năm 2023.